Mình chào tất cả các bạn nha. Bữa nay hai anh em mình có làm cái món thịt heo nướng thùng nữa các bạn ơi. Đây mình ướp gia vị vô nha các bạn. Này mình để tỏi. Muối mình dằn miếng rồi nha các bạn. Muối gì được mình dằn cái ít à. Để thôi mình càng nhiều quá cái nó khét à. Rồi đây thì hai bịch xắt xíu nha các bạn. Rồi mình ra hè đứng thùng nữa các bạn ơi. Xắt xíu nữa kẹo đi. Xíu kẹo. Đây mà thì mình cho vô nữa hũ sa tế nữa nha các bạn. Này mình trộn ướp gia vị trộn thấm cho nó đều hồi mình ra mình nướng các bạn ơi. Tại vì sáng ông mưa sớm rồi mình không có ra ngoài ướp được nha các bạn, mình ướp trong nhà luôn rồi hôm đem ra ngoài mình nướng. Đây thì cái chén này thì trong đây thì tỏi, tiêu với sa tế. Hồi mình để mình quét lên trên nha các bạn. Xíu xíu. Xíu xíu. Để cho nó thấm thì rồi mình ra quay các bạn nướng các bạn ơi. Thơm. Đây các bạn ơi, nãy giờ chưa có nướng nữa các bạn ơi. Than chưa có cháy này nè. Đây ông thợ ướp. Ông ướp nguyên một thau thịt. Mình mới thêm thịt vô nữa nha các bạn. Thêm lỗ tai các bạn. Thêm lỗ tai với mấy cục thịt nữa. Lỗ tai này quay ăn giòn lắm các bạn ơi. Đây thau ướp. Mưa ở các bạn ơi, mình ra hè nướng không được bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình để cái bếp lửa này vô gì nè nha các bạn. Đây đang mưa các bạn ơi, sửa soạn nướng mà không mưa rồi. Không biết sao luôn. Thôi chắc mình đem vô nhà nha các bạn. Đây các bạn ơi, hên quá các bạn ơi, hết mưa các bạn ơi. Đây chắc này mình đang xỏ vô nha các bạn. Này thì ướp xá xíu, sa tế, tỏi, đường, bột ngọt. Đường mình để không có nhiều nha. Cái thịt này đó các bạn, mình luộc xương xương cho nó héo héo lại nha, chứ mình không có nướng sống nha. Mình trụm nước cho nó sơ qua cái cho héo héo. Quá khứ cái thùng này nóng luôn các bạn ơi. Mới để vô nãy giờ mà mình chưa nướng mà nóng quá nóng luôn. Ờ, nhìn vô hấp dẫn nè các bạn ơi. Này mình nướng hộp, mình quét cái chén kia vô nữa cái thôi. Tới chỉ luôn. Tới nay luôn. Tới nay luôn. Mà giá ông trời ông đừng có mưa. Mưa là anh em mình chạy đó nha các bạn. Ăn ngon. Này sáng tính mấy ký Khanh? Này tính có 4 ký lô thịt đó, các bạn 3 ký 8. 3 ký mấy các bạn ơi. Đây bữa nay thì anh em mình có nướng thịt bằng thùng nữa nha. Bởm thì hai anh em mà ăn 3 ký lô 8 là ké luôn nha các bạn. Ăn là chảy chị luôn đó. Bởm thì ít, bữa nay thịt. Đây mình có cái thùng bánh tét huyền thoại. Đây bắt đầu mình để vô các bạn ơi. Đó. Được không, được không? Phụ tiếp không?
Hồi chắc cái cục thịt chứ giữa chắc nó khác nữa. Trời ơi, chết nha. Bà. Kệ cao cao lên chút đi, còn nóng mà. Ở đây nhiều đấy nha. Ôi, nó thơm, mới đây nhiễu xuống mà thơm các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn rồi. Đây đây, cầm tiếp cho bên. Ngay hồng ngay giữa này coi. Nhiễu xuống thơm quá, thơm luôn. Thơm dữ không anh? Quá thơm. Đó, dĩa cầu mình đậy nắp lại nghe các bạn. Mình đậy cỡ 15-20 phút thì mình dở ra thăm cái nghe. Rồi đậy nắp lên đi. Kệ, để đi, hồi mình trở lại. Đậy nắp lên nghe các bạn. Tuyệt vời. Rồi vậy là ok rồi. Đây mình dở nắp ra mình thăm cái mình quét nước suốt vô nghe các bạn. Ôi ôi, nghỉ khô rồi. Ôi ngon, nó thật các bạn ơi. Nhất này nắng rồi các bạn ơi. Nhất này không có nắng rồi, mừng quá. Quá thơm luôn. Đó, mình quét cái nước sốt nó vô nha. Đây chén nước sốt. Quét vô chỗ thấm gia vị cho ngon các bạn ơi. Mình quét 2-3 lần vậy đó nha. Chở mình quét, mình chở mình quét hoài vậy đó. Quá ngon, quá thơm luôn các bạn ơi. Quá hấp dẫn luôn. Cái lỗ tai heo đó mới ngon đó các bạn. Thì các bạn xem video ốc của ốc anh em ốc miền Tây thì các bạn thấy làm có đồ ăn ngon hấp dẫn, các bạn nhớ cho mình một share và một like nha các bạn. Giờ thêm một đăng ký, mình có anh em mình có cái động lực á, mình làm cái video tiếp theo nó hoàn chỉnh hay hơn các bạn ơi. Quét từ từ vậy đó các bạn, cho nó thấm vô. Bà ngã lại. Gì? Trời ơi, nhìn thấy thèm quá các bạn ơi. Nhìn quá, nhìn cũng chịu hết nổi luôn. Rồi vậy mình quét rồi mình đẩy nắp lên nha các bạn. Tiếp tục, mình để tiếp. Rồi chỉnh sửa lại đi. Chắc này mình dở ra cái nữa nha các bạn. Quá thơm các bạn coi nè. Dữ lắm, nó vàng luôn. Chở 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 đi. Ê, bẻ cọng dây chuyền này xuống coi coi chừng nó. Quét đi. Bẻ cọng dây chuyền xuống thôi gớt. Cầm mới quét chứ. Dạ. Vậy thôi mình tạm ngừng cái nha các bạn. Dở lên quét cái được các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Gần chín rồi mà không mưa tới nữa các bạn ơi. Anh em mình lỡ nướng ngoài đây luôn rồi. Rồi gửi miếng cái bánh khác nữa kìa. Mình để hơi ngay nồi lửa than nó khét chút xíu. Mình dở nắp luôn rồi. Đây các bạn ơi, thì đây anh em mình nướng chín ra rồi nha các bạn. Trời ơi, dạng ngon nè các bạn ơi. Quá ngon luôn. Cầm tiếp đi. Rồi đây rồi, vô mời các bạn ăn nha các bạn. Vô thưởng thức với anh em mình các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Này mình chấm nước tương nha. Rồi mời các bạn ăn nha các bạn. Ôi ôi trời, nó đã. Cái gì vậy? Đã lắm các bạn ơi. Quá ngon.
Không, rồi mà. Quá rồi, mình nói bạn thơm mà các bạn nha, thơm quá thơm mình các bạn ơi. Quá trời thơm. Cắt cho cài comment cục các bạn ơi. Da nó giòn giòn đã không các bạn. Cầm nè. Nóng nè. Giòn đã không các bạn. Nó vừa ăn lắm nha các bạn. Vừa ăn mà nó giòn ngon. Nó thơm. Dạ, ngon. Ngon. Rượu tay. Quá ok các bạn ơi. Trời ngon. Quất lại gai đi comment. Hai mâm này hai anh em mình ăn chắc ké luôn quá các bạn. 3 kg mấy gần 4 kg rồi các bạn. Ăn hết được bạn. Hết thùng. Cứ ngủ tay cái đi. Rồi, mời các bạn cái nữa nha các bạn. Ăn thử cái giòn không? Trời ơi. Giòn. Quá thơm. Xúc sắc các bạn ơi. Bạn nhớ làm theo ốc miền Tây quay quay thùng nha các bạn. Ngon lắm. Đi leo nè. Quá em. Quá ngon bạn ơi. Giòn ngon lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình quay cái clip này cũng hơi dài ha. Quay gì là chính xác nha các bạn, quay gì là ok lắm. Tuyệt vời. Thơm. Thơm quá thơm. Thì đây các bạn ơi, anh em mình ăn nãy giờ cái lũ tài còn nhiêu đây. Thì cái video mình nó hơi dài á các bạn. Thì mình quay nó hơi dài quá, mình làm thêm miếng nữa mình kết thúc nha các bạn. Rồi làm miếng này nữa anh em ốc miền Tây mình kết thúc nha các bạn, tại vì video nó dài quá dài rồi. Thôi mời các bạn anh em. Rồi mình mời các bạn nha. Vừa ha. Vừa. Vừa ngon các bạn. Thôi cái video đến đây ốc miền Tây mình cũng kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy anh em ốc miền Tây mình có nướng cái mâm thịt đó. Các bạn thấy có ngon thì nhớ vô like và đăng ký ủng hộ anh cho anh em ốc miền Tây mình nha. Xin chào tạm biệt nha.